Hello, chào tất cả các bạn. Chào bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Thì hôm nay mình có nhận được cái Xiaomi này bị khóa tài khoản Google nhá. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bypass tài khoản Google của mấy dòng Mi này nhá. Rồi, ok, đầu tiên các bạn quay lại chỗ Wi-Fi giúp mình này, các bạn ấn vào mũi tên. Tiếp theo là các bạn rời xuống nhá, bạn ấn vào bỏ qua mạng này giúp mình nhá, cho nó quên cái mạng Wi-Fi này đi nhá. Rồi thì ai mà mới tới kênh của mình thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Rồi, các bạn kích hoạt vào này. Thì các bạn chờ một tí nhá. Đây thì các bạn cứ ấn vào mũi tên cho nó kích hoạt vào này. Đấy, thì nó sẽ yêu cầu, bây giờ không có wifi nó sẽ yêu cầu bạn cài mật khẩu này, các bạn sẽ đặt vân tay giúp mình. Rồi các bạn chọn mẫu hình nhá. Để ở đây các bạn chờ 5 giây này. Đấy, khi nào hết thì các bạn ấn tôi biết này. Rồi bây giờ các bạn sẽ vẽ cái mẫu hình các bạn nhớ nhá, mình vẽ chữ Z. Rồi các bạn xác minh lại một cái. Rồi xong thì các bạn sẽ kích hoạt vào, ở đây nó thêm vân tay thì các bạn không cần thêm nhá, các bạn bỏ qua này. Rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ quay lại giúp mình nhá. Các bạn quay lại mục wifi giúp mình nhá, kết nối wifi lại giúp mình. Thì các bạn mà có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận bên dưới nhá, mình sẽ cố gắng làm video mình hỗ trợ cho các bạn nhá. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ kết nối wifi lại này. Rồi kết nối xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình kích hoạt vào tiếp nhá. Đây, ấn vào mũi tên cho kích hoạt tiếp này các bạn. Đồng ý này. Rồi ấn bỏ qua này. Rồi ấn mũi tên tiếp này các bạn. Rồi ở đây thì các bạn chờ cho nó cập nhật Google tí nhá. Thì ai mà mới tới kênh của mình thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn nhé. Rồi đây xong, các bạn ấn tiếp giúp mình này. Rồi ở đây thì nó sẽ yêu cầu các bạn xác minh cái mẫu hình lúc nãy các bạn vẽ nhé. Các bạn vẽ vào giúp mình. Đấy, khi các bạn vẽ vào ok nó sẽ có chữ bỏ qua ở đây. Các bạn ấn bỏ qua thôi. Rồi các bạn chấp nhận này. Rồi bây giờ thì các bạn có thể kích hoạt vào bên trong bình thường nhá. Đấy, thì các bạn cứ việc ấn tiếp tục là ok nhá. Thì đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ mình nha. Rồi như này là ok này các bạn. Đây mình vào cài đặt cho bạn xem máy này máy gì nha. Đây, giới thiệu này. Thì cái này là Mi Note 7 nha các bạn. Rồi ok, chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.